Chương trình này được bảo trợ bởi sự lựa chọn khôn khéo cho Medicare Advantage, Clever Care Health Plan. Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4,50 đồng. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Lan Hoàng Trầm Thùy trở lại với quý vị với phần 4 của Cà Phê Sáng và trở lại với bản tin liên quan đến chích ngừa hay không chích ngừa. Những chuyên gia về đại dịch ngày hôm nay công bố một câu xanh dờn, chúng tôi nghe cũng hơi rầu. Và đây là cái tựa đề họ nói: chích ngừa hay không chích ngừa, chúng ta một thời gian nào đó cũng bị nhiễm COVID-19. Họ giải thích rất là đơn giản, họ nói bây giờ đó là chúng ta đang sống với cái con coronavirus này, và không phải là con Delta thì cũng con Mu, con R1, nhiều con khác nữa, và chúng ta nhân loại sẽ phải sống với coronavirus, điểm đó là không có ai chối cãi được. Thứ hai, chích ngừa rồi và cái hữu hiệu nó cũng tùy theo cơ thể. Chúng ta đã nghe đến trường hợp những người chích ngừa vẫn bị nhiễm như thường, nhưng mà được cái không có phải vào bệnh viện và không phải tử vong, cho nên chích ngừa vẫn bị nhiễm. Rồi đến phiên những người không chích ngừa thì càng nhiễm hơn nữa. Họ nói rằng quý vị không chích ngừa, quý vị sẽ không chích ngừa đến khi nào? Cho đến khi nào quý vị bị nhiễm? Thì họ nói rằng chích ngừa hay không chích ngừa, at some point, một thời gian nào đó trong tương lai quý vị sẽ bị nhiễm. Đỡ một cái là những người chích ngừa thì cái tình trạng của họ đỡ hơn nhiều so với những người chích ngừa. Cho nên một lần nữa, những ai không chích ngừa thì chắc chắn theo các chuyên gia về đại dịch, quý vị sẽ bị nhiễm, ngoại trừ quý vị giam mình trong căn nhà không có ai vào ra vào, hoặc quý vị không đi đâu hết, thì cái trường hợp đó quý vị có thể ngăn ngừa không bị nhiễm, nhưng mà cũng chưa chắc. Thứ hai nữa, thêm một cái tin lạc quan là ít nhất chúng ta giờ đây bắt đầu nghe thấy rằng có thuốc rồi. Mặc dù uống hơi nhiều, một ngày 8 viên nhưng mà chỉ gần 5 ngày thôi, 40 viên của Merck, thì quý vị sẽ giảm được cái triệu chứng của COVID-19 cho những trường hợp nhẹ và trung bình. Thế thì khi nào thì FDA sẽ chuẩn thuận? Mọi người cũng hy vọng sớm, bởi vì quý vị nhớ Remdesivir, trong cái thời gian đại dịch của năm 2020 đó, là FDA dưới thời Tổng thống Trump đã vội vã. Họ nói rằng phải vội vã bởi vì họ không có cái gì hết. Cho nên bây giờ muốn cho bệnh viện chữa trị ít nhất là có một cái loại thuốc, khi mà chưa có thuốc ngừa thì có một cái loại gì đó để hy vọng làm giảm, mặc dầu cái kết quả thậm chí nó còn đe dọa hơn nữa. Nhưng mà FDA đã chuẩn thuận trong trường hợp khẩn cấp cho Remdesivir. Thì bây giờ loại thuốc mới này của Merck, thì Merck hy vọng với cái kết quả mà họ nói không ngờ là nhanh như thế, thưa quý vị, giảm được 50% trường hợp nhập viện hoặc là tử vong. Cho nên những người nào bị nhẹ uống thuốc vào thì không còn trở nặng được nữa. Thì với những cái loại thuốc mà chúng tôi tin tưởng là trong tương lai không có uống nhiều như thế nữa, thậm chí uống vào là có khả năng giảm được cái ảnh hưởng của coronavirus. Cho nên những người không chích ngừa thì nó ô may quá, bây giờ tôi không chích ngừa, nếu mà trong trường hợp tôi bị nhiễm thì có thể nhờ thuốc. Nhưng mà đó cũng tùy theo mỗi người thôi, cái cơ thể của họ, họ có bị tiền bệnh hay không nữa, bị tiểu đường, bị tim, hoặc là ung thư hay nhiều thứ gì khác nữa, thì đừng có trông mong vào cái việc mà dùng thuốc để mà làm giảm cái nguy cơ. Bởi vì khi mà quý vị bị nhiễm COVID-19 rồi, nó khác hẳn với những cái loại cúm khác. Chưa nói tới là tới mùa chích ngừa cúm mùa, thưa quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Lan là người chích đầu tiên trên nước Mỹ này. Người ta khuyên là... Sao mà nhanh dễ vậy? Tôi đang nghĩ tới việc đó. Tại vì tháng 10 là cái tháng bắt đầu họ kêu gọi đi chích ngừa, Ngọc Lan. Thật ra đó, Ngọc Lan không phải là người
sốt sắng trong cái chuyện đi chích ngừa. Rất là lười. Mỗi năm như đã nói nhiều lần rồi, cứ đến cái mùa mà cúm thường á, mà nếu như sẵn cái dịp mà có đi phải đến gặp bác sĩ thì bác sĩ kêu chích ngừa chưa, chích nha thì chích, còn lại nếu mà không có phải thì cũng lơ lơ là luôn. Nhưng mà kỳ rồi thì như anh Thụy nói, được dẫn thằng con đi đến bác sĩ để chuẩn bị cho nó đi học trở lại. Cái hỏi là chích ngừa chưa, chích rồi thì chích. Nhưng mà ngày hôm qua đã thấy một cái bản tin là người ta nhắc nhở là mặc dù chích ngừa Covid-19 nhưng mà quý vị vẫn phải chích ngừa cúm mùa. Nhớ là như vậy. Hồi nãy đang nói chuyện một cái cặp đó ở Los Angeles đi Hawaii mà xài cái gì, cái thẻ chích ngừa giả đó, bị phát giác ra bởi vì đánh sai chính tả. Thì tin cũng cho ở trên Yahoo News, một bà bác sĩ ở Connecticut, thì bà này chịu chơi hơn. Có nghĩa là bà nói ai mà cần những cái phiếu điền vào cái chuyện bị chích ngừa đó, bà gửi. Bà cứ gửi những cái đó, rồi cứ việc là nhận rồi điền tên mình vô thôi. Hay là muốn như cái tình trạng sức khỏe, ngay cả cái tình trạng sức khỏe rằng là tôi bị cái gì để mà không phải đeo mask gì đó, bà cung cấp hết. Những người nhận đó chỉ việc điền cái tên mình vô, như vậy là được rồi. Bà bác sĩ này á, thì Ngọc Lan cũng hơi thắc mắc là nói là bà là một bác sĩ về hưu. Bà bác sĩ về hưu nhưng mà bà vẫn có được cái quyền ký những cái giấy đó, đúng không? Thì khi mà người ta phát giác ra được thì Bộ Y tế Công cộng ở tiểu bang này đã rút giấy phép không cho bà hành nghề nữa. Thì bà lại làm một cái hành động tiếp theo, đó là gì? Bà viết luôn cái đơn mà nói tôi hủy luôn cái giấy phép đó, tôi không làm nữa. Đó là vì tự do cá nhân. Bà bác sĩ này chịu chơi như vậy đó. Nhưng mà Bộ Y tế tiểu bang Connecticut thì người ta nói là bà là một bác sĩ nhưng mà cái hành động của bà như vậy đó là không có chú ý đến cái giống như là không có trách nhiệm. Đó là cái thái độ không có trách nhiệm của một người làm ngành y. Bà không có quan tâm đến cái tình trạng sức khỏe của cá nhân đó cũng như là của cộng đồng. Tương tự như luật sư bị trừng phạt, bị kỷ luật thì là rút bằng hành nghề, thì bây giờ bác sĩ coi như là bà không còn được thực tập cái ngành y nữa, thưa quý vị. Và một thiếu nữ 18 tuổi, đây là một trong những cái bản tin rất là tội nghiệp. Cô ở Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, cô tên là Morgan McCaffrey. 18 tuổi, năm ngoái vừa tốt nghiệp trường trung học và gia đình rất là khá giả cho đi học trường tư. Và cô có một người bạn trai, nay đã chia tay rồi. Thế nhưng người bạn trai mới đây gọi điện thoại nói rằng anh muốn nói lời xin lỗi. Dường như cô cảm thấy có một cái gì đó cũng còn nuối tiếc hoặc là cũng còn thương hại đó. Cho nên khi anh mời thì cô đồng ý để gặp anh. Anh nói rằng anh muốn gặp em để chúng ta nói chuyện về cái mối quan hệ của chúng ta. Và nhân cơ hội chắc cũng nên xin lỗi luôn. Thì hai người đi ăn tối với nhau. Thì trong lúc mà ăn tối với nhau thì anh này anh mới nói rằng anh rất muốn trở lại với em. Anh không còn là một cái kẻ gọi là thô bỉ. Bởi vì cô nói với người bạn đó, là lý do mà cô phải chia tay với anh là bởi vì anh có cái hành động rất là thô bỉ hoặc là vũ phu. Cô sợ lắm. Thế thì sau khi ăn xong thì anh mới mời cô, bây giờ mình tiếp tục đi, mình ra ngoài bãi đậu xe mình nói chuyện. Thì khi ra ngoài bãi đậu xe đó, chờ lúc mà vắng người, anh bước vào trong xe, anh lấy ra một con dao, thưa quý vị. Và anh liên tục đâm cô gái 30 nhát dao, giết cô tại chỗ luôn. Để cho thấy rằng có những người đàn ông á, khi mà họ không nghĩ rằng cô sẽ quay về lại với anh, thì anh sẽ giết cho tới đâm cho cái chết. Thì đến giờ cô nói với mẹ đó là 10:30 con sẽ về nhà, nhưng mà người mẹ chờ đến, thường là con gái 10 giờ đã về rồi, thì bà sợ quá bà gọi 911. Thì biết được cái nơi đó, con gái nhắn với mẹ là con ăn ở cái nhà hàng đó, thì cảnh sát nghĩa là vội vã chạy tới nơi thì không kịp nữa, chỉ bắt được cái người thanh niên này. Và bây giờ nhưng mà một đời của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị lấy đi một cách đau đớn là như thế. Cho thấy những cuộc tình mà có vì lý do nào đó người phụ nữ họ vẫn ở lại với một cái người mà đã từng đánh họ hoặc là có những hành động vũ phu với họ. Cái đó là nghiệp.
Thưa quý vị, một tin nó vui vẻ hơn cho ngày đầu tuần, đó là ngày thứ bảy vừa qua không ai thắng cái Powerball hết. Cho nên chúng ta có cơ hội trong ngày hôm nay, những người nào mà chưa mua vé số thì hôm nay mua vé số ngày hôm nay thứ hai sẽ sổ, và cái dự đoán cái tiền, cái giải thưởng sẽ là 670 triệu. 670 triệu. Dạ. Quý vị nhớ ngày hôm nay thứ hai sẽ sổ ngày hôm nay đó. Cho nên ai còn nuôi hy vọng rằng mình sẽ thực hiện được những ước mơ có thể là viển vông một chút nếu như có một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống thì cái vé vẫn là 2 đồng phải không? 2 đồng. Có 2 đồng thôi hả? Thì nếu mà quý vị nghĩ rằng tiếc 2 đồng thì thôi, đừng có tiếc, bởi vì 2 đồng này nó đóng góp vào cái quỹ giáo dục cho mấy chục tiểu bang mấy chục tiểu bang tham gia vào, thưa quý vị. Cho nên một mặt là mình trúng được 670 triệu, hay là mình đóng góp vào cái chương trình giáo dục. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Chúng tôi tạm chia tay với quý vị và hẹn với quý vị vào ngày mai. Tạm chia tay với Ngọc Lan, mà đừng quên Thời sự Thế giới sẽ đến ngay với quý vị ngay sau bản quảng cáo. Hẹn gặp lại anh Thụy vào ngày mai. Kính chúc quý khán giả một đầu tuần thật nhiều niềm vui.